Kính mời quý tín giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 29 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Tốt xấu đều là Bồ Tát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát. Sách khai thị quyển 12. chúng ta đừng cho rằng chỉ có phật tử pháp tâm và hành bồ tát đạo bất cứ ai làm việc tốt cứu người giúp đỡ người khác cũng đều là phật tử cả cho nên tôi thuyết pháp không nhấn mạnh rằng phải quy y phật giáo có pháp danh và đến chùa cúng lại thí dụ vậy tôi nói pháp một cách rộng rãi đón nhận tất cả các tôn giáo đến nghe pháp điều này không có nghĩa là tôi ngoại đạo Lẽ ra không có gì gọi là ngoại đạo hoặc nội đạo. Làm việc tốt là nội đạo, làm việc xấu tức là ngoại đạo. Thật sự là như vậy, có phải không? Vì chúng ta có tâm phân biệt quá nặng nên mới có chiến tranh mới xảy ra nhiều chuyện đẫm máu vì tôn giáo. Chúng ta không nên tiếp tục làm sai như vậy nữa nếu không Phật Bồ Tát sẽ khóc và Chúa Giêsu Kitô sẽ toát mồ hôi. Chúng ta nên cùng nhau hợp tác thì tốt hơn ai muốn tin gì thì tin thế giới này vốn tự tại quý vị nhìn gương mặt mọi người không ai giống ai hết ngay cả những người song xanh cũng có chỗ khác biệt phải không không nhận ra được ai là lớn ai là nhỏ tạo hóa tạo ra vạn vật và cho chúng được tự tại muốn sinh ra với hình dáng nào thì hiện ra hình dáng đó cho nên đối với phật giáo thiên chúa giáo và tất cả các tôn giáo Người nào có lòng tốt thì đã là nội đạo rồi. Tôi truyền pháp đâu có đòi hỏi quý vị có tín ngưỡng, có quy y Phật không, có cất chùa không, vân vân Chỉ là giúp quý vị nhận biết được mình là ai, nhận biết được lòng tốt, phẩm chất tốt của mình, biết đời người có gì là cao quý. Chúng ta nghe Phật giáo nói, thân người khó đặng. Chúa Giêsu cũng có nói, con người có ngôi vị tối cao. Còn cao hơn cả thiên thần. Trong thánh kinh có nói là Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình dáng của Ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói ai cũng có thể một đời giải thoát như Phật vậy. Nhưng chúng ta không biết chúng ta giống Phật ở chỗ nào. Còn những tôn giáo khác cũng có đề cập đến điều này. Nhưng tôi không muốn nói ra quá nhiều sẽ thêm phức tạp. Nên chỉ đề cập đến hai tôn giáo này thôi. Nghe nói là chúng ta có hình dáng giống Chúa, nhưng chúng ta không biết mình giống ở chỗ nào. Ngài cao quý và đầy quyền năng như thế, còn chúng ta vô dụng, làm gì cũng không được và chìm đắm trong đau khổ. Như vậy giống ở điểm nào? Vì thế tôi truyền pháp là dạy cho người biết chỗ nào giống, cách sử dụng điểm tương đồng này chứ không có nghĩa là dạy quý vị thay đổi tôn giáo vân vân. Vì đối với tôi ai cũng là Phật tử cả, người tốt hay người xấu đều là Phật tử. Chút nữa tôi sẽ giải thích tại sao người xấu cũng là Phật tử. Tôi rất cảm ơn ba cơ quan của chính phủ đã giúp đỡ để hôm nay chúng ta có được bầu không khí trang nghiêm và có chỗ để thuyết pháp. Ba cơ quan này là Sinh mạng tuyến Bình Đông, Hội thanh niên Phật giáo Bình Đông và Trung tâm văn hóa Bình Đông đã có lòng Bồ Tát. Việc làm chính thật của Bồ Tát là như vậy, họ làm những việc nhỏ mà không ai biết đến. Lên đài thuyết pháp là chuyện dễ và ai cũng biết đến, nhìn thấy đẹp đẽ, được mọi người vỗ tay và rất có thể cảm thấy hãnh diện. Nhưng những người âm thầm làm việc khiến tôi cảm động, vì không ai biết việc làm của họ và không ai đến nói lời cảm ơn. Tuy vậy, mỗi ngày họ vui vẻ âm thầm làm việc. Chúng ta gọi họ là Bồ Tát âm thầm, Thanh Tịnh Bồ Tát. Còn có thứ Bồ Tát ồn ào, chưa làm mà người ta đã biết rồi, như tôi vậy. Nhưng cũng phải có cả loại Bồ Tát âm thầm và loại Bồ Tát náo nhiệt. Chúng ta cũng đừng quên loại Bồ Tát âm thầm đó vì họ rất quan trọng. Tôi rất cảm ơn những người đã âm thầm làm việc, cho nên không phải lúc nào đi đâu tôi cũng nói phải quy y với phật giáo phải trở thành phật tử vì phật giáo nếu không có những chúng sinh khác thì không thể tồn tại được có phải như vậy không thí dụ nói phật giáo là tốt nhất nếu không có ai làm đường in kinh phật cất chùa thì phật giáo nhờ vào đâu mà sống vì vậy phật giáo hoặc thiên chúa giáo hoặc bất cứ tôn giáo nào nếu hợp tác với nhau thì tốt hơn. Lẽ ra đã hợp tác với nhau rồi, nhưng cũng có lúc quên mất nên phỉ báng lẫn nhau, lúc đó quên mất nhưng có thể vài phút sau sẽ nhớ lại. Mỗi lần thuyết pháp, tôi đề cập đến Phật giáo, Lẫn Thiên Chúa giáo và Khổng giáo, Lão giáo, vân vân. Cho nên có người cho tôi là người ngoại đạo, có một số người không thích nên tôi cũng đành chịu thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, ngài không phải chỉ nói đến những gì liên quan đến Phật giáo mà thôi. Ngài có nói đến đạo Bà La Môn và tất cả những tôn giáo khác. Vì thời đó và cả bây giờ, tại Ấn Độ có rất nhiều tông phái, người nào từ tông phái nào đến thì ngài hằng thuận theo tông phái của người đó và sự hiểu biết về tôn giáo của người đó mà nói. Bởi vậy, quý vị thấy trong kinh Phật, Ngài có nói về chuyện của Phạm Thiên, thấy không? Như vậy, đâu có nghĩa là Phật Thích Ca nói ngoại đạo, vì Ngài phải hằng thuận chúng sanh. Nếu đối với người đạo Bà La Môn mà cứ nói về Phật hoài, thì họ sẽ không hiểu làm sao vào cửa Phật, làm sao tin và hiểu biết. Chúng ta độ người không phải bảo họ biến thành danh từ khác, hoặc phải sống như chúng ta, cùng ăn mặc như chúng ta, hoặc cùng làm một thứ việc, muốn độ hoặc giúp đỡ một người vì bản thân người đó, vì muốn khiến cho họ vui vẻ, mục đích để họ tìm được bản tính, giúp cho họ được liễu thoát sanh tử, liễu thoát được sự khổ đau, chứ không phải muốn làm cho họ hòa nhập với chúng ta, tiêm nhiệm với chúng ta, biến thành người của chúng ta không phải như vậy thí dụ về phía phật giáo những người làm cho đường dây sinh mạng không phải ở trong đoàn thể phật giáo họ giúp người với tính cách vô điều kiện họ chỉ là phàm phu mà đã có lòng thương vô điều kiện như vậy huống chi là người tu hành huống chi là tu sĩ của phật giáo làm sao có thể dạy người mà lại không đề cập gì đến các tông phái khác không thể nói đến sự quan hệ giữa các tông phái vì lý này lẽ nọ tôi không sao tìm được lý do để không đề cập đến nên vẫn phải tiếp tục thuyết pháp theo cách hòa bình cho các tôn giáo nếu ai cảm thấy không thích hợp cũng không sao tôi cũng không bận tâm và cũng không rảnh rỗi để lo lắng về điều này nhưng nếu có sự thích hợp hòa đồng thì tốt hơn các giáo lý của tất cả các tôn giáo đều nói đến hòa bình. Còn chúng ta là người của tôn giáo, sao lại không hòa bình được? Vì không sống hòa bình được nên có nhiều chiến tranh đến thế. Như người Ái Nhĩ Lan nhóm Thiên Chúa Giáo tranh chấp với nhóm Cư Đốc Giáo. Họ cùng chung một tôn phái, cùng một tín ngưỡng mà vẫn đánh nhau. Đó là chuyện rất đáng tiếc. Vì thế thấy người ta như vậy, chúng ta phải nên suy gẫm lại, không nên đi vào con đường sai trái đó. Phật Thích Ca Mâu Ni không phải chỉ thuyết giảng về Phật, ngài tùy theo người nghe mà nói, lúc nào cũng dễ dỗ được bất cứ đệ tử nào. Thí dụ, trong kinh có kể rằng, có một ngày ngài đến núi Linh Sơn, thấy có một nhóm 500 người hợp lại theo một vị lãnh đạo. Vị lãnh đạo này vốn hay phỉ bán Phật Thích Ca Mâu Ni. Rốt cuộc, hôm Phật Thích Ca Mâu Ni đến, vị lãnh đạo đó lý luận không thắng được Ngài và sau này lại tôn sùng Ngài và quy làm đệ tử Phật. Rồi 500 người kia cũng theo Phật học. Rất có thể họ được truyền tâm ấn, học pháp môn liệu thoát sanh tử. Khi truyền cho họ pháp môn đốn ngộ này rồi, Phật từ giả và nói rằng, ngươi đừng tưởng rằng ta đến đây để lấy đệ tử của ngươi hoặc thâu hết những người của ngươi thành đệ tử của ta ta chỉ đến dạy các ngươi pháp môn tự tu tự thành phật tự nhận biết phật tâm ngay tức khắc nhận biết lực lượng vạn năng của mình lực lượng tạo hóa lực lượng thượng đế này chỉ có thế thôi nói xong ngài đi liền nếu chúng ta cho rằng mình là Phật tử thì cũng nên theo gương ngài, như vậy mới thật sự là Phật tử, nếu không chắc có lẽ Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ khóc. Mỗi khi có một vị đại giáo chủ lìa trần, giáo lý ngài để lại càng bị sửa đổi bởi không còn cao đồ để bảo vệ chân lý giáo lý này, cho nên bị sửa đổi dần dần. Các Phật tử cũng không làm theo giáo lý Phật Thích Ca Mâu Ni các tín đồ bên Thiên Chúa giáo cũng không làm theo giáo điều của vị giáo chủ nên chúng ta có nhiều chuyện tranh chấp. Bây giờ tôi muốn đề cập đến vấn đề là làm sao để khai ngộ, làm sao có thể nhận biết được bản tánh của chúng ta. Có người hỏi tôi là tu pháp môn quán âm và không tu pháp này thì có gì khác nhau. Trước hết, tôi xin giải nghĩa khai ngộ là gì khai ngộ là ngôn ngữ của thiền. Thiền tông nói rằng một người hiểu được một cảnh giới khác, tức là người đó khai ngộ, liễu thoát xác thân. Chúng ta hiện ở thế giới này là thế giới của xác thịt, và nếu người đó có thể vượt qua thế giới xác thịt để đến một cảnh giới khác cao hơn thì gọi là khai ngộ. Bất kể họ khai ngộ bao nhiêu lâu, một sát na hoặc vài phút vài tiếng đồng hồ họ đều là người khai ngộ ngộ tức là hiểu biết minh bạch những gì thuộc về siêu thế giới những gì chưa từng biết như vậy tức là khai ngộ thiên chúa giáo dùng danh từ khác họ gọi là tìm được thượng đế chỉ là cùng một nghĩa đây là chuyện rất đơn giản vì điều khai ngộ và thiên quốc này đánh nhau cả trăm ngàn năm thật đáng chán thật ra không có gì lạ hết ai muốn khai ngộ thì khai ngộ còn ai muốn tìm thiên quốc cũng được chỉ là cùng một chuyện thiên quốc tức là cảnh giới cao hơn chúng ta một chút cao hơn thế giới phàm phu của chúng ta chỉ có vậy thôi khai ngộ cũng cùng nghĩa đó còn lão giáo gọi là hợp thành một với đạo tìm được đạo cũng chỉ là một nghĩa rất đơn giản cho nên khai ngộ là như vậy, là tìm được đạo hoặc ngộ được cảnh giới cao hơn, thứ cảnh giới siêu việt vượt cảnh giới của phàm phu. Chỉ trong chốc lát là chúng ta có thể ra khỏi xác thân này như là lúc chết vậy. Ở đây có ai đã từng chết rồi sống lại chưa? Trên đài truyền hình đã tường thuật rằng có người chết nửa tiếng hoặc 20 phút và khi hồi sinh Họ kể lại những trạng thái sau khi chết. Đó cũng là khai ngộ, nhưng là khai ngộ nhỏ, còn khai ngộ lớn là đến cảnh giới cao hơn. Còn những người này chỉ đi đến chỗ thiên đàng mà thôi. Chúng ta ở nơi đây là địa cầu, hoặc còn gọi là thế giới Ta bà. Ngoài ra, còn có một cảnh giới cao hơn của chúng ta một chút, đó là thiên đàng. Vì vậy chúng ta nghe nói niết bàn tại đây Niết bàn là danh từ Phật giáo, có nghĩa là một thế giới của giải thoát sanh tử, không phải thế giới ô trược của phàm phu. Có nghĩa là khi chúng ta khai ngộ rồi, thế giới này là niết bàn, còn khi chưa khai ngộ, thế giới này là ô trược. Trong kinh điển, Phật Thích Ca Mâu Ni nói thế giới của ngài rất đẹp, rất trang nghiêm. Ngài có một đệ tử là Xá Lợi Phất không tin lời ngài. Vì đệ tử này thấy thế giới này không đẹp. Có chỗ cao, chỗ thấp, chỗ dơ. Sao Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói là thế giới này rất đẹp? Có phải là Phật Thích Ca Mâu Ni không đủ phước báu hay sao? Vị đệ tử này tự hỏi như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni hiểu được tâm của đệ tử nên hỏi. Có phải lúc nãy ngươi nghĩ rằng ta không đủ phước báu không? Vị này giật mình một vị thầy đương nhiên biết được tâm của đệ tử và xá lợi Phật gật đầu. Phật Thích Ca Mâu Ni thường nói tâm tịnh là quốc độ tịnh. Khi thành Phật rồi thì công đức không thể tưởng tượng được. Sẽ có vô lượng vô biên công đức và thế giới này sẽ biến thành vô lượng vô biên, đẹp đẽ trang nghiêm. Nhưng xá lợi Phật thấy sau thế giới này không trang nghiêm chút nào. Nó lại dơ bẩn, có người giàu kẻ nghèo chỗ sang chỗ hèn vân vân không đồng đều Phật thích ca mâu ni giải thích không phải là ý nghĩa đó vì xá lợi phất tu chưa đến nơi nên nhìn thấy thế giới này không đẹp khi nào tu chứng đắc rồi chỉ cần lấy tay chấm đất Thế giới này lập tức biến thành rất trang nghiêm, rất đẹp như tịnh độ. Hoặc thiên chúa giáo gọi là thiên quốc, rất đẹp, rất uy nghi, rất trang nghiêm. Phật chấm ngón tay xuống đất cho thấy, nhưng chỉ trong chốc lát, vị đệ tử thấy lại cái cảnh giới biến thành bẩn thỉu như xưa. Vì sao vậy? Vì xá lợi Phất chưa thành Phật, chưa có lực lượng của Phật. Có nghĩa là chưa thành minh sư, chưa đạt được đẳng cấp tối cao của vị thầy. Còn là đệ tử, cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni dùng lực lượng của Phật chiếu sáng trong chốc lát, cho vị đệ tử này thấy thế giới rất trang nghiêm. Nhưng vị đệ tử chưa có lực lượng của chính mình nên không giữ được cảnh giới đẹp đẽ này lâu, chỉ có thể nhờ lực lượng của thầy mình để nhìn thấy được trong chốc lát mà thôi, sau đó không thấy được nữa. Nếu xá lợi Phật tu hành cao hơn, được đẳng cấp như thầy mình, đương nhiên địa cầu này sẽ biến thành thế giới cực lạc, biến thành thiên quốc đây là chuyện rất đơn giản trong giây phút xá lợi phất thấy được địa cầu biến thành rất trang nghiêm đó là giây phút ngài khai ngộ đó là đốn ngộ tức là khai ngộ liền còn tiệm ngộ là từ từ và không biết đến lúc nào mới khai ngộ trong thánh kinh hoặc các tôn giáo khác có đề cập đến một thứ cảnh giới đó là những thể nghiệm tu hành của họ được ghi xuống họ cũng là người khai ngộ chỉ là mỗi nơi dùng ngôn ngữ khác nhau và cách bày tỏ khác nhau tôi nhìn người nào chỉ nhìn phật tâm chứ không coi họ ăn mặc ra sao có những vị không xuất gia nhưng tu hành rất tinh tấn đẳng cấp và cảnh giới rất cao vì thế không thể cho rằng phải xuống tóc mới tốt hoặc là người xuất gia mới tốt coi người phải coi quá trình tu hành đời đời kiếp kiếp của họ không phải chỉ nhìn có kiếp này, vì không biết chừng kiếp này họ tái sanh trở lại phát nguyện làm Bồ Tát. Họ trà trộn với chúng sanh, hành Bồ Tát đạo như những người làm sinh mạng tuyến. Họ tuy không phải là những người xuất gia chính thức, nhưng họ làm việc như Bồ Tát vậy. Có những người Phật tử tuy sống tại gia, nhưng tâm của họ lại xuất gia, họ không lưu luyến thế giới này. Họ có gia đình chỉ vì trách nhiệm vì phải báo tứ trọng ân và nối truyền dòng giống, họ không hẳn ham thích những dục vọng. Cho nên có những đệ tử tại gia của tôi tu pháp môn đốn ngộ này, họ được cảnh giới rất cao, tôi cũng phục. Còn có những người đệ tử xuất gia không được cảnh giới như vậy, không chuyên tâm tu hành bằng những người tại gia, cho nên rất khó nói ai là Bồ Tát, ai là Phật. Đối với tôi, tất cả đều là Bồ Tát đi dáng hình tôi hoặc đi xế hình tôi cũng là Bồ Tát. Giúp đỡ cũng là Bồ Tát. Phá hoại cũng là Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có Phật tâm. Phật tâm này chúng ta gọi là lực lượng của Thượng Đế. Lực lượng toàn năng. Chúng ta có thứ lực lượng này ở bên trong. Nó chủ động cho chúng ta làm việc. Không phải do đầu óc phạm phu làm việc. Thế nên, có lúc lực lượng vạn năng này thấy chỗ nào phải phá là phá, chỗ nào nên giúp đỡ thì giúp đỡ. Đôi lúc phá hoại là giúp đỡ. Thí dụ, có người thấy tôi tu pháp môn quán âm và truyền pháp môn này cho người ta có thể khai ngộ liền, một đời được giải thoát và vĩnh viễn không trở lại. Họ vui vẻ giúp tôi hoàn pháp, như mướn hội trường, mời tôi đến thuyết pháp vân vân. Họ rất nhiệt tình, đó là những Bồ Tát có người lại không vui nên họ phá đám nhưng họ cũng là bồ tát tại sao vậy bởi vì pháp môn quán âm này không dễ gì có được nếu ai cũng tin tôi và đến tu hành cả thì mọi người sẽ đi hết và không còn ai ở lại rồi có ai để độ cục đá có ai để độ động vật thành người có ai để độ cỏ cây để trở lại thành người còn ai để độ côn trùng và chim chóc. Cho nên đời đời kiếp kiếp phải để lại một số người. Vì vậy những người không tu hành cũng là Bồ Tát. Nếu mọi người tu hành đương nhiên là rất tốt. Cho nên đối với tôi, thiên hạ vốn vô sự, không có việc phải làm, không có ý vui mừng đến độ chúng sanh, vì quý vị đã là Phật Bồ Tát rồi. Tôi không có gì phải làm cả. Nhưng sao vẫn có người đến cầu tôi truyền tâm ấn, có người muốn được pháp đốn ngộ. Đó là vì họ muốn trở về nhà, công việc của vị Phật Bồ Tát đó đã làm xong, nhiệm vụ tại trái đất này đã mãn. Phật tâm của họ tự nhiên biết là thời gian đã đến nên họ phải đi tìm người lái máy bay chở họ về nhà, chỉ có vậy thôi. Tôi là người lái máy bay, ai muốn đi thì đến ghi danh và mua vé tôi sẽ trở về. Tôi không làm gì. Nếu có người nào không muốn cũng không sao. Mọi người đều là Phật Bồ Tát cả. Những người không tu hành, ăn thịt, uống rượu, hút thuốc đều là Phật Bồ Tát cả. Không ai không phải là Phật Bồ Tát. Chỉ khác ở chỗ là công việc của họ không giống nhau. Thí dụ, Phật Thích Ca Mâu Ni đi hoàng Pháp, truyền Pháp môn quá ngâm, truyền Pháp môn giải thoát, và dạy người ta những điều đạo đức như không sát sanh, không uống rượu, không tà dâm, không nói dối, không trộm cúp, vân vân. Còn Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Phật lại chuyên môn đi phá hoại Ngài bất cứ chỗ nào Ngài đến. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tán thán Đề Bà Đạt Đa là Đại Bồ Tát. Nếu là Phật thì có thể nói là Đại Bồ Tát. Còn người phá hoại cũng là Bồ Tát Thì quả khó mà chấp nhận được Nhưng sự thật là như vậy Họ cũng là Phật Bồ Tát Chỉ có việc làm của họ khác nhau mà thôi Thí dụ Trong một quốc gia Chỉ có một tổng thống Đó là địa vị tối cao Là việc làm tốt nhất Tổng thống phải lo cho toàn dân Và dân chúng tôn kính vị đó Nhưng ngoài ra còn có bộ trưởng ngoại giao Bộ trưởng tài chính và họ có việc làm khác của họ nữa, quân đội và cảnh sát, vì nhiệm vụ bảo vệ đất nước và an ninh, phải giết địch hoặc bắt giam trộm cướp. Thế giới của chúng ta cũng vậy, có người là người lãnh đạo, có người dạy đạo đức, có người duy trì phong tục đạo đức, không để mọi người quá trụy lạc, không để thế giới quá loạn mà giết chóc lẫn nhau vân vân. Những loại người đó gồm có hòa thượng, mục sư, những người làm sanh mạng tuyến, những người làm việc xã hội, những người phục vụ trong viện dưỡng lão và cô nhi viện, vân vân. Họ là những người duy trì bầu không khí hòa bình trong xã hội. Có một số người chuyên môn dẫn người vượt thế giới này không phải chỉ chăm lo đạo đức không thôi. Việc làm chuyên môn của các ngài là dạy người ta cách rời bỏ thế giới này Chúng ta gọi các vị đó là minh sư, đạo sư, Phật, Chúa Kitô, vân vân. Nếu chúng ta muốn về nhà, muốn rời bỏ thế giới này thì phải tìm những người đó. Các ngài gánh nghiệp chướng của bất cứ chúng sanh nào dẫn dắt bất cứ chúng sanh nào muốn qua sông. Cho nên không có gì là thật sự thần bí, mỗi người đều có việc làm của họ việc làm của Phật Bồ Tát là dẫn người đến bên kia bờ trở về thiên quốc. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 29 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Tốt xấu đều là Bồ Tát. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ Hiện đời giải thoát Sách khai thị quyển 12